Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con sắp này, khi bước chân ra đường từ nay đến Giáng sinh thì phải hết sức cẩn thận, bởi đây là những con giáp dễ gặp vận đen trong dịp này. Trong tuần này, bạn phải hết sức cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ xung quanh vì dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu, chiếm đoạt những công lao do bạn gây dựng từ trước tới nay. Trong công việc cũng gặp không ít khó khăn do cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi bẩn, từ đó dẫn đến tài lộc bị tiêu tán. Bên cạnh đó, các bạn phải tuyệt đối chú ý đến sự an toàn trong các vấn đề xe cộ, giao thông, đi lại vì dễ va quẹt, thương tích. Và đó là các con giáp. 1. Tuổi Mão. Tuổi Mão là con giáp mất tiền tuần này nên người tuổi Mão luôn phải đề phòng trước các nguy cơ. Nhiều khi cơ hội đầu tư tưởng rằng kiếm lời lại có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ mà bạn không thể lường trước được. Bản mệnh lâm tượng tương hình, báo hiệu vận trình không mấy bình yên. Tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, dễ bị lừa gạt về chuyện tiền bạc, tranh công, đoạt vị, mưu sự khó khăn hơn trước, cần hết sức thận trọng. Áp lực công việc lớn, các mối quan hệ xã giao ngày càng rối ren, đồng nghiệp quay sang bất mãn, cấp trên thiếu đi sự tin tưởng, khiến bản mệnh áp lực liên tiếp, rất cần đi đâu đó để giải tỏa, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Tình hình tài chính kém sắc, chính tài tạm ổn, thứ tài hầu như là không có. Trong tháng còn có dấu hiệu phá tài, lừa gạt tiền bạc, cẩn thận khi cho người khác vay số tiền lớn, kẻo tiền một đi không trở lại, kể cả anh em họ hàng, đừng cả nể mà thế chấp đất đai, sổ đỏ. Để cho vay, chưa biết chừng bạn sẽ phải hoàn trả số nợ đó thay họ. Tuần này bạn hãy tránh xa kiện tụng, tranh đấu, bởi e rằng những hoạt động đó rất dễ khiến đồng tiền chảy ra khỏi túi bạn. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng cần tập trung vào công việc của bản thân, tránh lo chuyện bao đồng. Hãy nhớ rằng, đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện khi trời xanh có mắt, sớm có lộc lá, còn tìm cách hại người khác thì chỉ khiến mình vướng họa mà thôi. Đồng thời, nếu có chuyện gì phát sinh thì bạn cũng cứ bình tĩnh xử lý để tìm ra biện pháp tối ưu. Hơn nữa, xung quanh bạn luôn không thiếu người trợ giúp. Còn ngược lại, càng nóng giận thì bạn càng dễ mất tiền. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 2. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ cũng cần cẩn thận hết sức kẻo rơi vào cảnh hao tài tốn của trong tuần mới. Kẻ xấu luôn rình rập, chỉ chờ lúc bạn sơ hở là nẫng tay trên những gì bạn đang sở hữu. Cục diện tương phá mang điểm cạnh tranh, đấu đá, thậm chí là bị kẻ xấu hãm hại, cướp công lao. Đúng là làm việc trong tập thể khó mà lường trước được điều gì, biết người biết mặt chứ mà khó biết lòng. Phải tin tưởng nhau thì mới làm việc ăn ý. Nhưng mà tin tưởng thái quá, không chút đề phòng, lại thành ra là ngốc nghếch. Khó khăn thua thiệt phần mình, còn lợi ích kẻ khác hưởng. Trong hợp tác đầu tư, tuổi Ngọ cần đặc biệt chú ý khâu chọn đối tác. Đừng vì chạy theo lợi nhuận mà chọn người không đàng hoàng, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột, thậm chí lôi nhau đi kiện tụng. Đầu tư cho các hạng mục không lãi lớn nhưng ít rủi ro hay mạo hiểm vẫn là điều cần thiết cho mục tiêu dài hạn. Tuy nó không hấp dẫn như các hạng mục mạo hiểm, lợi nhuận cao khác nhưng khá an toàn và hiệu quả. Với người làm công ăn lương, bạn vốn là người có tài nhưng nhiều lúc còn sao nhãng và không tập trung vào công việc. Nếu cứ giữ tinh thần như vậy, bạn sẽ rất dễ phải mắc các lỗi sai, thậm chí là phải dùng tiền của mình để bù lỗi. Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc cũng không khá khẩm hơn, tuần này không tụ tài được. Bạn nên an phận thủ thường, chớ vội vàng đầu tư hoặc mở rộng thị trường kẻo rơi vào thua lỗ. Ngoài ra, khi đồng tiền không dư giả, bạn cũng cần hạn chế mua sắm những thứ không thực sự cần thiết, chỉ vì hứng thú nhất thời. Nếu đẩy bản thân vào cảnh trái túi, bạn sẽ rất bị động nếu phải đối diện với sự cố bất ngờ.
Và để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 3. Tuổi Mùi. Hung tinh chiếu mệnh báo hiệu một tuần chẳng mấy dư giả của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, đừng coi đó là áp lực. Ngược lại, hãy nghĩ đó chính là động lực để bản mệnh có thể kiếm nhiều tiền hơn, không bị khuất phục trước số phận. Vận trình tháng này của người tuổi Mùi kém sắc hơn hẳn. Công việc ban đầu gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cục diện tương hại thái tuế. Kiên trì tới cùng mới đạt kết quả tốt. Dấu hiệu cạnh tranh, tranh giành quyền lực, tiểu nhân quấy phá rõ ràng. Cần làm việc với tinh thần tập trung cao độ, lo chuyện bao đồng rất dễ vướng thị phi. Tài vận thì giảm sút, thứ tài bất lợi, nhất là vào nửa cuối tháng. Thời gian này nên tránh tiến hành những giao dịch quan trọng hoặc ký kết hợp đồng dễ xảy ra sai sót, nhầm lẫn hoặc mâu thuẫn song phương khiến hợp tác khó thành. Sức khỏe trung bình cần chú trọng vấn đề dinh dưỡng hơn nữa để chống lại hàn khí xâm nhập. Thời điểm lạnh giá thích hợp để bổ sung dưỡng chất để kiện cường cơ thể. Tuần này bản mệnh cần đề phòng những người xu nịnh, cố tình tiếp cận mình để vay mượn tiền bạc, đồ đạc. Đặc biệt là với những người đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn cần thật tỉnh táo trước khi đưa ra các quyết định làm ăn, chớ nghe theo lời suối bẩy của kẻ tiểu nhân kẻo đẩy cả tập thể vào cảnh bế tắc, hao tài tốn của. Khi đi ra ngoài hoặc là khi đến những nơi tụ tập đông người, bạn cũng cần phải bảo vệ tư trang cá nhân cẩn thận, tốt nhất là mang ít tiền thôi. Nếu không có nhu cầu cấp bách, bạn cũng không nên chi tiền cho những món hàng bắt mắt nhưng không thực sự hữu dụng. Và để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 4. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu cũng không tránh khỏi cảnh hao tài tốn của trong tuần này. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và bất lực vô cùng, nhưng hãy cổ vũ bản thân và cho rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi, cốt là bạn chịu quyết tâm và cố gắng. Đây là khoảng thời gian có hung, có cát đối với người tuổi Dậu. Phương diện sự nghiệp và tài lộc có dấu hiệu xuống dốc, bản mệnh cần hết sức thận trọng trong mọi công việc. Cục diện tương phá khiến con giáp này liên tiếp gặp phải cục diện trục trặc trong công việc. Thời điểm này bạn nên cố gắng làm mọi việc một mình, chứ chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác. Kẻ tiểu nhân rình rập khiến bạn ngây thơ, nếu tin người thì rất dễ bị hãm hại. Bên cạnh đó bạn cần nhắc nhở mình, chớ nên lo chuyện bao đồng, kẻo cuối cùng lại mâu thuẫn với người khác. Phương diện tài lộc cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ khác nhau, nếu không cẩn thận, thậm chí bạn phải đối diện với nguy cơ là phá sản. Với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn hết lòng với công việc thì chẳng cần đạt được thành tích cao, bạn cũng sẽ được cấp trên chú ý. Còn nếu bạn dành nhiều thời gian để than thân trách phận, đổ lỗi cho người này hoặc người khác, thì chẳng những tiền bạc không tăng mà còn khiến người khác có ấn tượng rất xấu. Với người làm ăn kinh doanh, đường tài vận bấp bênh, bạn kiếm ra tiền nhưng không giữ được bởi hay bị tiểu nhân nhòm ngó và phá hoại. Tuần này tốt nhất là bạn nên hạn chế đầu tư, hãy dành thời gian quan sát thêm tình hình thực tế và nâng cao năng lực của mình trước. Và để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân tị Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tị để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 4 con giáp xui xẻo nhất trong dịp lễ Giáng sinh. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.